Hello mọi người nhé, em thương lên sóng giao lưu với cả nhà mình một miếng cẩm này. Miếng này là đảm bảo là chun tít luôn mọi người nhé. Đây mọi người thấy em cắt này, cắt này là thấy chun rồi đúng không? Đấy. Hai mặt luôn này. Đấy, cái này cho bác nào về đề co cái gì là ok lắm, chun này. Dài được 48 phân. Rộng nhất đây 14 phân. Chỗ này được 11 phân này. Dày nhá. Dày dưới đây 4 phân này. 6 phân rưỡi này. Đấy, anh chị nào về đề co bất cứ một cái gì rất là ok. Chun tít luôn. 300 em bao ship miếng này mọi người nhá. 300k mang bao ship miếng cẩm chun. Rồi quý cô chú chị thiện chí liên hệ em Dương nhé.